Xin chào tất cả các chị em, mọi người cũng biết từ đây thì bắt đầu là dịch bắt đầu lại quay trở lại với chúng ta rồi, và điều này sẽ khiến chúng ta rất là lo lắng. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là kể cả như là chúng ta có đang có dịch bệnh này thì chúng ta vẫn nên có thể là mua sắm những bộ quần áo cho mình ấy, để cho mình có thể là bắt kịp trend này, rồi là mình có thời trang hơn này, và đặc biệt là mình có nhiều đồ để mặc ở nhà, cũng như là những cái phong cách để làm sao cho mình dễ dàng thay đổi nhất. Thì Phương nghĩ rằng là khi mà Phương lựa chọn những cái mẫu trang phục cho mọi người khi mà mùa dịch bắt đầu, thì Phương phải lựa chọn để review những cái mẫu mà nhìn nó là dáng suông, nó rất là dễ chọn, để mọi người hoàn toàn có thể đặt mua qua mạng được. Đặt mua qua mạng mà mọi người không cần phải đến đây thử, mọi người vẫn có thể mua được. Thì đây là một cái mẫu dáng suông như vậy. Mọi người nhìn đúng không ạ? Dáng suông nhá, và chất liệu yumi này, yumi cốt tông co giãn như thế này. Đó, nên là chúng ta hoàn toàn có thể đặt mua được và không bao giờ lo bị chật nhá. Đây. Đó, không bao giờ lo không vừa luôn. Chỉ cần inbox cho fanpage Mega Fashion để được tư vấn về cả chiều cao lẫn cân nặng thì sẽ chọn được đúng size cho mình. Em này thì ở phần eo ấy được cách điệu rất là xinh. Đó, đó là phần này có một cái phần rúm ở đây. Đó, nhưng mà phần này thì vẫn là suông nha, nên là nó vẫn được che được cái phần bụng to của chúng ta. Còn phần này nó chỉ làm cho chúng ta nhìn eo ót hơn thôi. Đấy, ở dưới thì có hai tà. Đấy, ở dưới thì là xẻ tà này và hai tà này. Và dáng suông nhưng mà nó hơi xòe xòe một chút ở phần dưới, thì nhìn dáng của chúng ta sẽ cong hơn. Đây. Đó, xinh hơn rất là nhiều. Nó là dáng cách điệu á mọi người. Dáng váy kiểu dạng váy áo nhưng mà cách điệu á. Em này thì cũng có đủ size S, M, L và XL luôn, tức là đủ hết các size từ S đến XL cho tất cả chị em lựa chọn. Đó, nên là chúng ta rất dễ dàng để mua online nhá. Và đây có thêm một màu sắc nữa cũng rất là xinh, đó là màu đen. Nhà Mega Fashion luôn lựa chọn những cái màu sắc đầy đủ các màu sắc cho mọi người lựa chọn. Ví dụ như là có màu hồng như này. Màu hồng dành cho những ai thích sự điệu đà, thích sự bánh bèo, thích sự nhẹ nhàng. Còn màu đen dành cho những ai mà đang có thân hình hơi mập mạp một chút, hơi nhiều cân một chút, thì mặc cái màu đen nhìn chúng ta sẽ gầy đi. Đó. Màu đen rất là xinh nhá. Phần họa tiết ở đây thì cũng rất là đặc biệt này. Một điểm nhấn nhẹ thôi nhưng mà nhìn rất là sang.